Xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Chào cả nhà ha. Thì lời đầu tiên thì chúc có anh chị cả nhà mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an nha. Thì hôm nay coi như là tiếp tục trò chuyện cái câu chuyện liên quan đến The Gamma hay có anh chị ha. Hôm nay có một cái thông tin mà cũng rất là hot ha có anh chị. Mình coi như là hơi bị bận nên coi như là mới biết ra cách đây vài giờ hay có anh chị, nhưng mà chưa có sắp xếp lên để trò chuyện của anh chị được. Bây giờ thì mới 21 giờ mấy nè, 21 giờ 25 mới lên trò chuyện của anh chị được. Thì thông tin này theo quan điểm của em thì hơi bị lo cho cô nhà báu Hèn Nico, cái bà gì đó, cái bà Lan Lan gì đó, rồi những cái kênh YouTube bên kia đó, Thám Tử Cung gì đó, rồi những cái người mà coi như là nói là bà Hằng thế này thế kia, bà Hằng nổ quỷ Hằng hữu coi như là thế này thế kia, giúp có nhiêu đâu, xuyên tạc một cái quỹ thiện nguyện đã làm được những việc rất là cao đẹp cho cộng đồng, cho xã hội, cho người dân, những người mà bị không may có những người thân con cháu của mình bị bệnh tim, bệnh não ung thủy không có anh chị. Mà không biết hôm qua nay sao tự nhiên cái thông tin mà như là báo chí chính thống đưa tin hơi bị bất lợi cho Hẹn Nico nha, và những cái kênh truyền đạt bên kia nha. Nói bà Hằng gì đó, bà tiền nổ gì đó, tiền nổ rồi đó, rồi xong rồi sắp bán Đại Nam, nhất cái bà là bà Lan á, bà Lan mà coi như bà đó là mạnh mẽ nhất đó, nhắc đúng tên và coi như là đúng công ty người ta luôn nghe. Em nghĩ là cái bà này là lành ít dữ nhiều rồi đó nghe, nói là sắp bán Đại Nam rồi, nợ rồi thế này thế kia. Mà không biết làm sao thì hôm nay thì có thông tin như là chính thức bên ngân hàng người ta tiết lộ luôn. Ui trời ơi đất ơi, cô bác anh chị ơi, nghe mà nổi da gà luôn. Cái gì mà nghe là tỷ 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 thì ghê vậy hả? Trời đất ơi, phái phái chạy nước miếng luôn của anh chị nha. Tại đại hội cổ đông thường niên sáng nay, lãnh đạo ngân hàng Phương Đông OCB nhận nhiều chất vấn của cổ đông về công ty Đại Nam, khách hàng có liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng, người vừa bị tạm giam, bị bắt tạm giam. Theo đó, tổng giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng cho biết tổng dư nợ ngân hàng cho Đại Nam vay là trên 1.000 tỷ đồng. Ông này té ghế của mình vậy. Ông này mà coi như là ông Thám Tử Cung, ông nói ông này là coi như là ông không có nắm tình hình, là do ông không, ông Thám Tử Cung nói là ông lãnh đạo, ông tổng giám đốc này là ông không có lên mạng như chúng ta nên nhiều khi ông không có biết về tình hình Đại Nam. Còn ổng mà Thám Tử Cung còn hỏi đó là sổ đỏ nào, sổ đỏ nào. Làm như là ổng làm như là coi như là cù bơ cù bắt mà thành phần tào lao bí đao, mà làm như tụi mình là coi như là quan trọng thứ dữ đó. Hỏi mà hỏi một cái ngân hàng, một cái ngân hàng lớn mà vốn quá người ta là mấy ngàn tỷ đó, như là cái nghiệp vụ của người ta là coi như là thẩm định rồi, coi như là sổ thế, mà coi như là thế nó phải là sổ hợp pháp thì người ta mới cho thế chấp cho dài quá anh chị. Ông thử đi, ông thử coi, ông đi ra ngân hàng thôi, đi thử ngân hàng nó thẩm định ông, nó coi như là nó cho ông vay một cách dễ dàng hay không, thử coi ông vay được coi như mà cỡ 5 tỷ 10 tỷ hay không. Tôi nghe con vay được con số ngàn tỷ là tôi nóng, muốn nóng lạnh rồi đó nghe. Mày đặt hỏi ông là gì á, cục mức được cục mức mà tưởng đâu là bơ hả hả. Trời đất ơi, nhiều người cứ nghĩ Đại Nam là doanh nghiệp địa ốc. Tổng giám đốc người ta nói nè, hỏi là coi như là ông này không biết gì, nhưng mà ta trả lời nè, nhưng thực chất họ hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm dịch vụ, khu công nghiệp, sản xuất găng tay. Khu công nghiệp là người ta hoạt động từ lâu rồi ha, như là một trong những cái người mà đi đầu trong vấn đề mà hoạt động khu công nghiệp của anh chị, mà cái đó là siêu lợi nhuận của anh chị, cho thuê đó, cho thuê công ty đó. Hỏi đâu giàu đâu thì từ đây ta làm ăn chân chính, người ta làm cái tích cóp cả đời người, người ta giờ cũng chú Dũng về sáu mấy rồi, cũng hơn đời người rồi. Không làm coi như là mình coi như là cái dạng mà coi như là thép riêu mà cái tối ngày cái lên mà so sánh,
ý kiến ý cò về vấn đề này thiệt á. Tôi nghe những con số này tôi nóng lạnh rồi, và thấy người ta làm thành công là mình cũng vui cho nước nhà có một cái doanh nghiệp phát triển ha, để đóng góp vào thế ngân sách nhà nước, rồi lo cho công ăn việc làm cho nhiều người, để mà vấn đề coi như là nhiều người từ đó vấn đề được an sinh xã hội, dân giàu thì nước mới mạnh của bác anh chị. Ôi đất ơi, ông lên ông hỏi làm như bố thiên hạ vậy đó. Đó, người ta trả lời đó, khu công nghiệp sản xuất găng tay. Ông Tùng nói OCB không cho vay liên quan đến khu giải trí Đại Nam mà cấp vốn cho nhà máy sản xuất găng tay xuất sang Mỹ của họ. Wow, trời ơi, nói găng tay người ta gì đó. Bà nhà báu hèn ni cô đâu hả? Găng tay người ta lên găng tay xuyên tạc găng tay thế này thế kia, không có chất lượng, dỏm này kia. Cái bà gì là mang heo miền Bắc đó hả, mỏm coi như là mỏm lo giống như cái ông lo làng á. Cái bà đó nói chuyện là không nghe được các anh chị đó, Hoàng Kim Heo á các anh chị ha. Thì nghe tin đâu là coi như là sau khi làm việc cái Bình Dương thì về, trời đất ơi, cũng nổi da gà luôn các anh chị, rất là nổi da gà, về là ngoan hiền luôn. Chị hát trời ơi tình cảm nó ghê luôn. OCV không cho vay liên quan đến khu giải trí Đại Nam mà cấp vốn cho nhà máy sản xuất găng tay sản xuất sang Mỹ của anh chị, qua thị trường Mỹ được, của anh chị nghĩ là cái tầm cỡ nào rồi hen, có anh chị nha nha. Đó, mấy ông là coi như là cái không biết là nắm con số được cái chục tỷ chưa nữa. Hoặc là như là làm những cái sản ra được những cái sản phẩm mà xuất sang thị trường sang Mỹ chưa nữa mà mày đặt lên nói như đúng rồi đó. Nay nè ha, rõ ràng ha, rõ ràng ha, sự việc liên quan đến bà Phương Hằng theo lãnh đạo OCB là điều đáng tiếc, quá đáng tiếc, không nên có và họ cũng chưa từng gặp, nhưng Đại Nam thừa sức. Trời đất ơi, con nói câu này như tát vào mặt những cái người mà xuyên tạc luôn. Trời ơi chết rồi ha, kỳ này coi như là ha, từ từ ha, quấy qua nay là nhiều thông tin rồi đó, báo chí chính thống đưa tin rồi đó ha. Phản bác lại những cái vấn đề mà coi như họ đưa ra ha. ông thám tử cung bây giờ ông căng lắm mà ha, nhìn cái mặt ông không có thần sắc. Mình nói đúng, vui vẻ bình thường của anh chị nha. Thừa sức để trả nợ cho tất cả khoản vay tại tất cả ngân hàng. Người thật việc thật thôi, cái gì thật sự thật là vẫn là sự thật đó các anh chị. Ông cho biết sau sự kiện bà Hằng, khách hàng đã trả nợ 450 tỷ đồng ngay hôm qua, ngay hôm nay. Trời được rồi, 24 luôn. Ôi, nghe con số này chắc như là những cái người bên kia hơi bị thất vọng mà. Trời ơi, toàn bên kia đưa ra bịa đặt không á, Đại Nam phát sắp phá sản đó, rồi coi như là bán rồi này này kia, bây giờ sao mà có tiền đâu mà mấy trăm tỷ mà trả đây ha, gần 500 tỷ. Sắp tới cái này ghê nữa nè, trời ơi, sắp tới Đại Nam sẽ thu được khoản tiền 4.500 tỷ đồng. Trời ơi xong con số và thừa sức trả nợ. Một gáo nước lạnh, một cú tát vào mặt những cái kẻ mà xuyên tạc chống phá của anh chị ha, rõ ràng không có anh chị nghe. Trời đất ơi, nghe con số 4.500 tỷ chắc nào nhiều gừng sĩ phái phái chảy nước miếng, chắc mai mốt gì có cái xì ra một gừng sĩ riêng sĩ bị mất một cái hợp đồng 100 tỷ vì CEO vì chị hát. Rồi lúc này bắt chước coi như là Dung Mama và coi như hàng Nico coi như bằng chị hát ha. Trời ơi tình cảm thì ghê đó, để rồi xem có bác anh chị ha, thấy coi như là mỗi bên kia cũng biết được ha, hay thiệt ha. Nói bà tiền nổ rồi không mà đòi bồi thường tỷ tỷ không ha, 1.000 cái lá mít nữa. Lê Thị Nghèo nữa. Lê Thị Nghèo kỳ này trúng mánh nha, Lê Thị Nghèo giống mánh nghe, Lê Thị Nghèo là coi như là lúc trước coi như nghe mấy kênh bên kia nói là
Đại Nam hết tiền rồi, cứ như là sắp phá sản kỳ này nghe, cái có nguồn 4.500 tỷ về. Lê Thị Nghèo là người mừng nhất nha. Lê Thị Nghèo chắc là coi như là mở cờ trong bụng rồi, chắc là mình sắp mở tiệc nhảy múa ăn chơi rồi, sắp có 1.000 tỷ rồi. Phái chạy nước miếng. Trời đất ơi, sự thật vẫn là sự thật thôi ha, xuyên tạc chống phá cho đã đi ha. Đánh phá doanh nghiệp có ý đồ gì hả? Một doanh nghiệp lớn với nguồn thu như vậy hả? Thì coi như là chắc chắn sẽ đóng góp rất là nhiều cho đất nước về đóng thế này kia của anh chị ha, về vấn đề về an sinh xã hội đó. Trời đất ơi, coi như là cái ông mà thám tử cung gì đó, ổng đưa thông tin xuyên tạc, không có anh chị không nhắc đến tên, nhưng mà ổng nói là bên Đại Nam là siết cắt lương của nhân viên, cười té ghế của anh chị để mà đi làm từ thiện có 10 tỷ à. Bây giờ đưa thông tin này ổng có quê thôi đó. Bởi vậy ngu tầm ngu, mã tầm mã ha, cái thứ tào lao bí đao, những cái loại mà ngu gục ngu lâu dốt bền khó đào tạo á, thì đi với nhau thôi các anh chị, ông bà ta nói không sai đâu nha. Nghiệp rồi ha, nghiệp rồi thì chúng ta không thể nào mà thay đổi được đâu. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thì hôm nay có một vài lời chia sẻ như vậy thôi. Các anh chị có ý kiến gì thì comment bình luận phía dưới video này nha. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và mọi điều bình an. Các anh chị nhớ comment và like để cho tăng đề sức tương tác của video của các anh chị nha. Và một lần nữa chúc mọi người luôn mạnh khỏe và mọi điều bình an. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye.